trong phần môn lý chúng ta ôn các kỳ thi tuyển sinh đại học. Chúng ta vào câu số 1. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cho quang phổ hấp thụ? Chúng ta nhớ là quang phổ hấp thụ là do khí hơi áp suất thấp sinh ra. Vậy câu 1 C. Câu 2. Một bóng đèn sợi đốt có nhiệt độ là 2200 độ C đặt ở trong bình khí trơ áp suất thấp, ngồi trong buồng chiếu có ánh sáng bằng bóng đèn bằng sợi đốt thì ta hoàn toàn không bị nguy hiểm. Và tác dụng là do tác dụng tia tử ngoại. Vì cái gì đây? Tia tử ngoại là vì vỏ thủy tinh của bóng đèn hấp thụ hầu hết các tia tử ngoại. Cái này sẽ phải D. Tiếp theo câu số 3. Trên áo các chị lao công trên đường thường có những đường kẻ to, bạn nằm ngang màu vàng hoặc màu xanh lục để đảm bảo an toàn khi họ làm việc ban đêm. Những đường kẻ đó làm bằng vật liệu phản quang, chiếu ánh sáng vào thì sẽ sinh ra ánh sáng, chiếu ánh sáng vào thì nó sẽ phản lại đấy. Có 4 con ruồi, con muỗi bay, ta chỉ nghe tiếng vo ve con muỗi vì tần số đập cánh con muỗi trong vùng ta nghe được, con ruồi thì chúng ta không nghe được. Thiết bị nào sau đây là một trong bộ phận cấu tạo lên máy biến áp? Liệu A. Câu 6. Thành phố Saint Petersburg ở Nga được thiết kế cùng lúc là 300 người đi qua không sập. Năm 1906 có một trung đội bộ binh 36 người đều bước qua cầu, đi đều bước qua cầu và cầu gãy. Sự cố trên là do hiện tượng cộng hưởng, tần số của cái cầu đó giống tần số của trung đội này, của 36 người này. Và cái cầu rộng mạnh nhất và cầu sẽ gãy. Câu 7. Trong cuốn Quà tặng cuộc sống này, vân vân này, cậu bé khi hét đến một cái đèn núi đá này, hét này thì có tiếng là vọng lại này, cái keyword ở đây. Đấy, có tiếng vọng lại chưa? Vọng lại. Vậy ở đây nó phải là phản xạ 7C. Câu 8. Khi ta đang nghe tiếng radio ở gần đó có một người giúp thích cắm nồi cơm điện, ta nghe tiếng đèn xẹt ở loa, giải thích đúng. Phích cắm ở điện, đèn xẹt loa, giải thích đúng. Câu 8. Đó là do chút phích cắm phát sinh tia hồng ngoại và hồng ngoại gây nhiễu âm thanh. Hồng ngoại có một tia hồng ngoại có đặc điểm đó là gây biến điệu sóng cao tần. Đấy. Nhớ nhé, hồng ngoại có đặc điểm gây biến điệu sóng cao tần. Đấy, câu 9 chúng ta sẽ để lại vì chúng ta bây giờ chưa học đến. Câu 10. Khi đi vào siêu thị Bixi Việt Trì, gần đến cửa mở ra, gần đến cửa ra vào thì cửa tự động mở, thì là khi vào cửa tự động đóng lại. Thiết bị này hoạt động dựa trên hiện tượng đó là hồng hiện tượng gì đây, quang điện, nó sẽ chiếu sáng, nó sẽ chiếu sáng đoạn này. Khi người đi qua đây trắng thì cửa sẽ mở, còn người bước qua cái này rồi thì cửa sẽ đóng lại. Câu 11. Các nguồn phát bức xạ chủ yếu, xem như mỗi dụng cụ chỉ phát một bức xạ, bàn là số 1 này, đèn số 2, máy chụp tổn thương số 3, điện thoại số 4. Các bức xạ do các nguồn phát ra theo thứ tự bước sóng giảm dần. Bàn là số 1, bàn là vệ sinh tia hồng ngoại. Tiếp theo, đèn quảng cáo sinh ra ánh sáng nhìn thấy. Đây. Máy chụp, số 3 là máy chụp. Máy chụp từ sinh ra TX. Điện thoại di động là sóng vô tuyến. Vậy bước sóng giảm dần đầu tiên là số 4, gạch cái này đi, số 4. Sau sóng vô tuyến thì đến hồng ngoại 4 đến 1. Sau 4 này đến 1 này. Sau 1 thì đến nhìn thấy là số 2. D. Câu 11. Một số đồ vật trang trí trong phòng có thể tự phát quang, tự phát sáng vào ban đêm mà không cần cung cấp năng lượng thì đó là đồ vật nào, một chất gì? Đó là lân quang. Lân quang là chất nó tự lân quang, hình quang đều làm trong hiện tượng phát quang. Lân quang, hình quang đều làm trong hiện tượng phát quang nhé. Làm trong hiện tượng phát quang đây. Lân quang đều làm trong hiện tượng phát quang.
Lân quang là vật vẫn sáng khi ngừng chiếu sáng. Vẫn sáng khi ngừng chiếu sáng. Huỳnh quang là vật tắt sáng ngay sau khi ngừng chiếu sáng. Vật tắt sáng khi ngừng chiếu sáng. Vậy đáp án là B. Huỳnh quang. Bóng đèn nó tự phát sáng ban đêm. Câu 13. Một chiếc lò vi sóng có thể nấu thức ăn chín nhanh hơn lò nướng thông thường vì nó làm nóng cả bên trong bên ngoài thực phẩm cùng một lúc. Sóng mà lò này sử dụng không ngoại, chúng ta dựa cái này này, năng lượng sóng sinh ra HC trên lambda là bức xạ đây. Không ngoại bức sóng lớn vậy E nhỏ. Đấy, bây giờ muốn cho làm chín thức ăn thì cái E này phải nhỏ, cái lambda phải nhỏ để cái E này lớn, tức là cái E này là cái năng lượng sóng này. Đúng. Không ngoại loại, siêu âm loại V2 này. Bây giờ chữ tử ngoại V3, chữ V3 chúng ta chưa được học, chúng ta có thể là loại trừ. Tử ngoại thì chủ yếu nó gây hại. Chủ yếu là gây hại. Chủ yếu nhé, phải chọn lại V3. Câu 14, quan sát thợ hàn điện người ta thấy sử dụng những chiếc mặt nạ có kính kính tím để che mặt. Làm như vậy làm gì đây? Chống da tiếp xúc trực tiếp với tử ngoại. Chống lắm. 15. Trong một số máy lọc nước RO có bộ phận mà khi nước chảy qua nó sẽ phát ra một loại tia có thể diệt được 99% vi khuẩn, đó là tia gì? Tia tử ngoại có tác dụng diệt khuẩn. Câu 16. Trong y học, tia X dùng để chụp phim chuẩn đoán bệnh dựa vào tính chất nào sau đây? Tia X dùng để chụp phim chuẩn đoán bệnh. Chụp phim chuẩn đoán bệnh. Chụp phim chuẩn đoán bệnh. Đâm xuyên. Đâm xuyên và phát quang chụp xương này. Đấy, nó sẽ phát quang này. Đấy, đây phát quang nhá, hình ảnh đều gọi phát quang, hình màu sáng ở đây phát quang. 16 là A. 17. Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động, hồ quang điện, hồ quang điện cái này là hàn xì ấy, cái này hàn nhé, ta hàn ấy. Hàn xì ấy. Nó sợi điện nó với sóng bếp từ thì nguồn phát tia tử ngoại mạnh nhất, trên 2000 độ C sinh ra tia tử ngoại. Vậy cái nào càng lớn hơn ta sẽ càng chọn hồ quang điện nhiệt độ mạnh nhất. Hồ quang điện này. Hình cuối. Câu 18. Trong một số phòng điều trị vật lý trị liệu ở bệnh viện sử dụng bóng đèn dây tóc bằng Wolfram công suất khá lớn. Bóng đèn này là nguồn gì? Đây vật lý trị liệu nhá, chúng ta phải để ý được vật lý trị liệu. Đấy. Vậy ở đây nó là phát ra tia hồng ngoại, đây hình ảnh đây, và tia hồng ngoại để sưởi ấm cho máu lưu thông được tốt. 19. Trong y học, tia laser không được dùng để chữa quẹt xương. 19D. Mấy kia cái laser có hết. Câu 20 đã xuất hiện trong đề tham khảo bộ rồi. Các chiến sĩ công an huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử dụng hình ảnh cái quái mình vẽ. Khi thổi quái, cái này sẽ phát ra âm. Đó, âm gì đây? Chó nghiệp vụ nghe là sóng siêu âm. Câu 21, hình ảnh dưới đây là của cái gì? Cái này là của máy biến thế. Máy chạm biến thế. 1 là C. 22, chọn câu đúng. Trong máy bắn tốc độ, xe cộ trên đường thì người ta sẽ có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến. Người ta bắn tốc độ. 23. Máy đo thân nhiệt từ xa được đặt ở sân bay kiểm tra nhiệt độ cơ thể người. Nó sử dụng tia gì đây? Máy đo thân nhiệt đó. Máy đo thân nhiệt. Máy đo thân nhiệt thì nó phải lấy cái tia gì đây? Tia hồng ngoại. 24. Kiểm tra hành lý của hành khách trước khi lên máy bay, người ta dùng tia gì? Tia röntgen hoặc tia X. Röntgen hoặc tia X nhé. 25. Quan sát gần đúng giá trị vận tốc truyền sóng trên dây, tần số sóng là 100 Hz, chiều dài này ngoài vận tốc, chúng ta có L bằng 3 lambda trên 2, chúng ta đếm có 3 bụng này, 1 bụng, 2 bụng, 3 bụng, 3 V trên 2 F, và cái này cho là 1,5 5 bụng.
Đấy, rút ra thì xem là 33 hết thì V trên F sẽ bằng 1. F100 vậy V là 100. Đấy. 26. Bộ dụng cụ không thể đo được cứng là so. Đấy, câu này nó khá là hay. Chúng ta có là T bằng 2pi căn bậc 2 của M trên K. Cái này sử dụng đồng hồ, phải tắt nhé. Cái này dùng cân. Đồng hồ cân được nhé. Rồi. Tiếp, người ta hỏi không thể này, chúng ta nhớ từ không thể này. Và cái này sẽ bằng 2pi căn bậc 2 của delta L 0 trên G. Không giống này. Tiếp tục chúng ta sẽ có cái là F đàn hồi. F đàn hồi bằng K delta L 0 bằng MG. Với cái này lực kế, cái này thước, lực kế thước xem nào. Lực kế và thước có. Rồi vậy còn lại A và D thôi. Chúng ta thử kết hợp hai cái xem nào. Còn gì nữa không? Đo độ cứng K là so hôm nay. Nói hai cái này sao? Hai cái này thì chúng ta có thước, cái này là cân, nhưng mà thiếu mất cái đo quần G người ta không cho này. À đây, có G đây, thước cân, G ta cho rồi nhé, ta cho G rồi. Đấy, cái này cho rồi. Vậy là chúng ta phải dựa vào hệ thức này. Thước cân vẫn đo được đúng không? À, tức là đáp án không thể mà. Không thể đo đi. Để đo bước sóng trong thí nghiệm nghiêng người ta dùng cái gì? Bước sóng đơn vị là micromet, phải dùng thước. 28. Để đo công suất trung bình trên mạch chỉ định chạy thuần nó dùng cái gì? P bằng UI. Trên mạch chỉ định chạy thuần nhé, không cốt phi. Vậy vôn kế, ampe kế, C. Đo gia tốc trọng trường của nắp đơn thì dùng cái gì? T bằng 2pi căn bậc 2 của L trên G. Vậy đồng hồ là cái này, thước là cái này, đồng hồ và thước. Câu 30. Để đo gia tốc trọng trường tại một vị trí, người ta dùng bộ dụng cụ gồm có nắp đơn, giá treo, thước, đồng hồ bấm giây. Người ta phải thực hiện các bước như thế nào? Ở đây là người ta đo G đúng không? Đo G thì có nắp đơn mà, chúng ta sẽ dựa vào T bằng 2pi căn bậc 2 của L trên G. T bằng 2pi căn bậc 2 của L trên G. Thì đầu tiên người phải treo con nắp lên giá để xịt G. Treo nó lên giá G. Vậy là đầu tiên bước 1, vậy là cái này. Bước 2, người ta phải, nếu mà kích thích không được, cái này dừng lại. Trước khi cho nó dao động, người ta phải là đo đi chiều dài. Dùng thước đo 5 lần chiều dài. Bước 2 là cái này. AD xem có đọc AD luôn không? AD. Muốn đáp án B này. AD. Rồi, chúng ta đến mấy câu tính toán. Câu 31, học sinh làm thí nghiệm để đo chu kỳ của con lắp đơn. Dùng đồng hồ bấm giây đo 5 lần của 10 dao động. 10 dao động là 10 chu kỳ thì được như này. Bỏ qua sai sử dụng cụ, kết quả chu kỳ. Bây giờ các em chia cái này chia 10 hết. Vậy T1 này cái này sẽ là chia 10 nhá, 1,5 45. 1,510. 1,586. 1,525. 1,550. Đấy. Bây giờ cộng hết vào chia 5 được T trung bình. T trung bình em dưỡng thức này. T trung bình bằng T1 cộng T2 cộng T3 cộng T4 cộng T5. Tất cả chia trên 5. Thì sẽ là 1,545 cộng 1,510 cộng 1,586 cộng 1,525 cộng 1,550 tất cả chia 5.
thì ra được 1,543. Vậy ta sẽ loại được đáp án A. Còn phần trăm là gì? Cái này 1,543 giây. Cái phần trăm là sai số tỉ đối là delta t trung bình trên t trung bình. Thì delta t trung bình bằng gì? Bây giờ chúng ta để ý này, delta t trung bình, nghĩa là chúng ta sẽ delta t trung bình thì bằng delta t 1 cộng delta t 2 cộng delta t 3, nghĩa là sai số tuyệt đối lần đo 1, lần đo 2, lần đo 3, lần đo 4, lần đo số 5, tất cả chia 5. Ở cái này sẽ dùng máy tính để tính nhanh nhé. Ở dưới mẫu là con 5 rồi, trên tử thì cũng các em sẽ đây là lớn trừ bé thôi, 1,545 còn chỉ đối nữa, trên máy tính còn chỉ đối nữa, 545 trừ đi 1,543 cộng 1,543 trừ đi 1,510 lớn trừ bé này, 1,510 cộng tiếp 1,586 1,586 đáng nhẽ trị đối đúng không? Mà trị đối mục đích nó khử cái dấu âm thôi. 1,543 cộng tiếp 1,543 1,543 trừ đi 1,525 cộng tiếp 1,550 trừ đi 1,543 tất cả ta chia cho 5. Giờ từ đây delta t này. Đấy, em chia cho 1,543 nhân 100, 1,33 1,34% sắp xỉ đó là B. Đấy, phần trăm đấy. Câu 32 thì chúng ta sẽ xử lý, đó là ở đây nó cho khoảng cách giữa hai khe sáng đây là A này. Đấy, khoảng mặt bằng hai khe nguồn này đây D này, đây là 10 phân sáng là 9 y, em chia cho 9 này, vậy ta sẽ có y bằng 10,8 chia 9 1,2 cộng trừ 0,14 chia 9 0,0155. Rồi bây giờ chúng ta dùng thức như sau. Bây giờ ta hỏi bước sóng mà, chúng ta có lambda, lambda bằng a nhân y trên d, vậy suy được lambda trung bình bằng a trung bình nhân y trung bình chia d trung bình. A trung bình ở đây là một, mà là a trung bình ở đây là một này, cái đằng trước này là một, y trung bình 1,2, d trung bình là 2000. Sẽ là 1,2 phần 2000. 6 nhân 10 trừ 4, vậy nó là 0,6 micromet. Ra 0,6 micromet. Loại đáp án này, loại đáp án này. Còn tính delta lambda thì em dựa này. Delta lambda sai số đây em từ sao nhé, từ sao này. Sai số tương đối của vế trái bằng tổng sai số tương đối của vế phải. Sai số tương đối của lambda bằng sai số tương đối của a cộng với sai số tương đối của y cộng sai số tương đối của d để suy được delta lambda. Vì khi biểu diễn sai số là người ta sẽ biểu diễn là cái lambda trung bình cộng trừ delta lambda đấy. Đấy. Sao là bao nhiêu đây? Mình sẽ là delta a trên a nhé, delta a. Delta A là 0,05 trên A là 1 cộng với delta Y. Delta Y là 0,0155 phần Y là 1,2 cộng với delta D là 1,54 phần 2000. Được bao nhiêu thì nhân với lambda trung bình. Lambda trung bình nó sẽ tính ra nó là 0,6
0,038. Vậy là delta lambda 0,038. 0,038 micromet. Đáp án A. Rồi. Chúng ta vào câu 33. Trưa ngày 27 tháng 9 năm 2014, là núi lửa cái gì đây? Nằm giữa hai tỉnh Nagano và Gifu, cách Tokyo 200 km về phía tây. Thức giấc sau một tiếng nổ lớn này, một người chứng kiến sự việc diễn tả lại: đầu tiên tôi thấy mặt đất rung chuyển mạnh sau 50 giây thì nghe tiếng nổ lớn, biết tốc độ chuyển âm không khí là 340, mặt đất là 2300. Nghe tốc độ chuyển âm trong không khí và mặt đất khác nhau đấy, mặt đất chuyển nhanh hơn, không khí chuyển chậm hơn. Khoảng cách từ người đó đến đầu núi lửa là khoảng bao nhiêu? Chúng ta sẽ bỏ qua cái sự kiện này. Đầu tiên sự kiện này bỏ qua. 50 giây nghe tiếng nổ lớn. Đầu tiên là nghe tiếng mặt đất này, sau 50 giây nghe tiếng nổ lớn này. Thì cùng là một cái âm truyền từ cái chỗ núi lửa đó đến người đó, nhưng mà âm truyền trong hai môi trường khác nhau, thành ra là người đó sẽ nghe được hai cái tiếng ở hai tiếng khác nhau. Tiếng mặt đất rung là truyền trong đất thì nó truyền nhanh hơn, vì tốc độ chuyển âm trong mặt đất là 2300, còn trong không khí thì chuyển chậm hơn là 340, thì nha, sau 50 giây thì mới nghe được tiếng nổ. Vậy cái thời gian 50 giây đó thì sẽ bằng thời gian âm chuyển trong không khí, nó tốn hơn mà. Âm chuyển trong không khí là S chia 340, để chuyển trong không khí nhé, 340 trừ đi S chia cho 2300, suy S. Và chúng ta lấy 50 chia này, 50 chia này, 199 và 49, đáp án là B. Và chúng ta đến một cái câu tiếp theo. Và tại một buổi thực hành ở phòng thí nghiệm môn vật lý trường trung học phổ thông này, thì người ta, một học sinh lớp 12A10 dùng đồng hồ 4 giây đo chu kỳ dao điều hòa có nắp đơn bằng cách đo thời gian của mỗi dao động. 3 lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động như này. Thang độ chiều nhất là trên đây, kết quả đo chu kỳ biểu diễn bằng số nào sau đây. Thì bây giờ chúng ta có cái biểu diễn là T bằng T trung bình cộng trừ delta T. Delta T thì lại bằng delta T trung bình cộng với là độ chia nhỏ nhất. Đấy, như này. Nên tính T trung bình trước. Tính T trung bình trước là cộng hết này chia cho 3. Sẽ là 2,01 cộng với 2,12 cộng 1,99 tất cả chia 3. 2,04 chúng ta loại được đáp án AC 2,04 nhé. Rồi tính delta T, chúng ta đầu tiên tính delta T trung bình ra. Delta T trung bình là ta lấy 3 cái delta T cộng hết vào chia 3. Vậy là mẫu chia 3 rồi. Delta T 1 thì bằng là T trung bình trừ T 1. Chúng ta lớn trừ bé nhé. 2,04 trừ đi 2,01 cộng với 2,12 trừ 2,04, tức là trị đối của TN trừ T trung bình đấy. 2,12 trừ 2,04 cộng với 2,04 trừ đi 1,99 0,053. Chúng ta sẽ làm tròn này 0,05, vì số 3 này chúng ta sẽ bỏ đi, 0,05 cộng với 0,01, với đáp án sẽ là 0,06 D. Câu 35. Kết nối giữa sóng điện từ sóng nào đây? Sóng điện từ của cái sóng vệ tinh này là sóng cực ngắn rồi. Chúng ta còn 36, 37,
chúng ta chữa 36 nhé, chữa 36. 36 có một con rơi bay tìm mồi và bằng cách phát và sau đó thu nhận các sóng siêu âm phản xạ từ con mồi. Giả sử một con rơi bay vào con muỗi đến thẳng gần nhau, con rơi chúng ta sẽ cho con rơi này cho ở điểm A đi, chúng ta vẽ đây nhé, con rơi ở điểm A, con muỗi ở điểm B. Hai con đang bay ngược chiều nhau, con rơi V1, con muỗi V2. Đây, đang bay này. Ban đầu miệng con rơi phát ra sóng âm sau khi gặp con muỗi phản xạ trở lại, và con rơi thu nhận được 1/6 giây kể từ khi phát. Cái phát thì cái sóng âm sẽ truyền như sau. Sóng âm này chúng ta hình dung này, sóng âm ban đầu ở đây, sóng âm nó sẽ truyền này, sóng âm. Đấy, sẽ truyền đi quãng đường thì sẽ là mấy? Sẽ là 19. Đầu tiên là sóng âm sẽ truyền là 340 T1. Con muỗi cũng đi được quãng đường này. Con muỗi đi quãng đường là 1 T1 và hai cái đến gặp nhau. Tức là chúng ta có S bằng AB bằng là 2 cộng vào 341 T1. Được, 341 T1. 341 T1, một phương trình. Tiếp theo, sau khi mà đây vị trí gặp, đây vị trí gặp của sóng âm và muỗi, đây là muỗi này. Sau khi gặp đấy, sau khi gặp sóng âm nó sẽ bị phản xạ trở lại, phản xạ từ điểm này bắt đầu nó dội trở lại, điểm này nó dội trở lại. Đấy, đây sóng phản xạ nhé, phản xạ trở lại, trở lại. Và sau 1/6 giây thì con rơi nhận được sóng âm kể từ khi phát. Vậy khi đó con rơi nó sẽ đến chỗ này. Đấy, con rơi chỗ này, con rơi chỗ này. Và con rơi đến để làm gì? Để mà gặp cái sóng phản xạ. Đấy. Về quãng đường con rơi đi được thì sẽ là 19 T1. Chưa? Quãng đường con rơi đi được 19 nhân phần 6 giây. 19 nhân phần 6 giây. Đấy, quãng đường rơi được. Quần sóng phản xạ đi được sẽ là bao nhiêu? Sóng phản xạ đi được sẽ là 1/6 trừ T1. 6 trừ T1. Sóng phản xạ thì sẽ là 1/6 trừ đi T1. Đoạn này đấy. Đó, cộng hết vào ta có S lúc sau sẽ bằng là 19 nhân chia 6 này, cộng với 1/6 trừ T1 này, 6 T1 này. T1 phải nhân 340 nữa, tốc độ truyền âm là 340 nhân 340 10 cộng với là T1 để S này này. Chúng ta sẽ cho hai cái bằng nhau, vậy ta sẽ được là 341 T1, 341 T1 bằng 19 chia 6, chia 6 trừ đi 340 T1 cộng T1 cộng T1 cộng 340 chia 6, 6. Đây. Vậy số trên T1 bao nhiêu? Ở đây sẽ là 3 bữa. Cái này còn lại bao nhiêu? 3, 4. Cái này chuyển lên 3, 40, 3, 40 cộng 3, 40. Vậy sẽ là dưới mẫu này. Ở dưới mẫu sẽ 3, 40 cộng 3, 40. T1 nhé, xem một. Mẫu là 3, 40 cộng 3, 40. Và 19 phần 6. Thế tự là 19 phần 6 cộng với 340 phần 6 là 359 phần 4080. Vậy T1, T1 là 359. T1 chính là thời gian từ khi con rơi con muỗi nhé. Đấy, 359 phần 359 phần bao nhiêu đây nhỉ? 359 phần 4080. 4080. Đấy. 4080. Và chúng ta thay vào sẽ tìm một cái quãng đường. Quãng đường. Thay vào đây. Chúng ta lấy T1 để nhân với 341 nhân 341. Quãng đường xấp xỉ 30 m, vậy S này bằng 30 m. Người ta hỏi là khoảng thời gian để con rơi đến gặp con muỗi gần nhất là xỉ nào sau đây? Thì con rơi đến gặp con muỗi. Vậy cái khoảng thời gian đó là gì đây? Khoảng thời gian để con rơi gặp con muỗi thì là lấy cái quãng đường đó chia cho cái vận tốc tương đối con rơi con muỗi là V12. Đấy. Vì hai cái ngược chiều nhau thì thực chất nó là 19 cộng 1, tức là 30 mà chia cho 20, vô tức lớp 10 nhé. Đấy. Và sẽ là 1,5 giây.
Vậy gần nhất đáp C. Rồi còn cái bài 37 này thì trong quá trình thầy dạy phần truyền tải dạy rồi thì thầy không chữa nữa. Đấy, các em chú theo dõi, chào các em.